bắt đối tượng Sơn Tiền vào trung tâm thương mại trộm dây chuyền. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Trị bắt một đối tượng người Trung Quốc có hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 9 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng người Trung Quốc để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh. Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Hoàng Linzhong, tức Sơn Tiền, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 17 tháng 5, đối tượng Linzhong vào thành phố Hồ Chí Minh mua xe máy mang biển kiểm soát 59L1-72047 làm phương tiện gây án hoạt động trộm cắp tài sản với thủ đoạn trộm cắp tài sản từ Nam ra Bắc. Cụ thể, vào 11 giờ 15 phút ngày 7 tháng 6, đối tượng Hoàng Linzhong đến cửa hàng trang sức Hạnh Hòa, trung tâm thương mại Vincom Huế. Tại thời điểm trên, đối tượng Hoàng Linzhong giả vờ hỏi mua trang sức sau khi nhân viên cửa hàng tư vấn đem ra khỏi tủ kính của cửa hàng 5 sợi dây chuyền. Đối tượng Linzhong cầm trên tay xem rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa thêm những mẫu khác. Đồng thời đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhân viên nhanh tay lấy trộm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng Ý, có trị giá hơn 31,4 triệu đồng bỏ vào túi quần và trả lại 4 sợi dây chuyền. Ngay sau đó, Y lấy lý do đi đổi tiền USD rồi nhanh chóng lấy xe máy chạy ra Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử tổ công tác truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà nghỉ Long Giang, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.